con ăn cái gì? Quỳnh Anh đang làm gì đấy? Why you doing? Bây giờ Quỳnh An có đồng ý đi đón chị với bố không? Đi đón chị nhá. À, bình tĩnh nào. Đi đón chị nhá. Và hôm nay bố sẽ làm một video. Tân An, à, Quỳnh An sẽ đi đón chị với bố. Được không? Được nha. Yeah này, yeah đây này, yeah đây. Yeah. 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 Are you ready? Here we go. Đi. Trước hết là bố sẽ đi lấy. Tủ tiếp theo là sữa. Ten ten. Quỳnh đang làm gì vậy? Sao lại nhai cái tay vậy? Rồi, này. Đây là cái điệu của Quỳnh. Đây là sữa của chị. Đây là túi của bố. Sẵn sàng chưa Quỳnh? Đi nhà. Are you ready? Yes, I'm ready. Here we go. Đi đón chị nhá. Hôm nay Quỳnh sẽ làm một video đi đón chị cho các bạn xem, cho các anh chị xem nhờ. Đấy, Quỳnh rất là thích đi đón chị. Nhờ. Quỳnh cầm sữa chị này. Đây, Quỳnh cầm đi. Đấy, Quỳnh mà không đi là chị không có sữa để uống đâu nhờ. Here we go. Quỳnh đang đợi thang máy này. Quỳnh ơi, Quỳnh ơi, đi nhỉ? Bây giờ bố con mình đi nhá. Sắp đến trường của chị rồi, sắp đến nơi rồi. Bố đang dừng đèn đỏ đấy. Đang đèn đỏ các bạn ạ. Lại đèn đỏ tiếp này. Trời ơi, sao mà nhiều đèn đỏ vậy? Ui, lại còn đèn đỏ nữa này. Nhiều đèn đỏ dã man luôn. À, Quỳnh đang làm gì vậy? Hai bố con đã qua được ba cái đèn xanh đèn đỏ rồi. Ở Hà Nội thì có rất là nhiều đèn xanh đèn đỏ các bạn nhé. Đi thôi, nhờ. Đi nhá. Quỳnh ơi. Đây, hai bố con đến nơi rồi. Trường của chị Tân An đây. À, Quỳnh đi đón chị. Hôm nào Quỳnh cũng được đi đón chị các bạn ạ. Tân An chào các bạn ạ. Chào các bạn. Hôm nay Quỳnh đi đón chị Tân An và làm một clip cho các bạn xem. Đây. Tân An ơi. Tân An ơi. Đây sữa của con này. Đây, cảm ơn Quỳnh chưa? Chị cảm ơn Quỳnh nha. Quỳnh đã mắc sữa chị nha. Thôi, Quỳnh nghịch máy quay. Tân An học từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, 5 giờ chiều bố mới đón. Rồi, đi về nhỉ? Thế chị có nhớ em không? Có ạ. Thế chị thơm em một cái nào. Dạ, yêu quá. Rồi, đi về thôi. Chị tít đằng kia rồi. Em đang lèo đẻo theo sau. Chị ơi, đợi em với. Quỳnh ơi, chị đâu? Chị ở đâu? Chị Quỳnh đâu? Chị Tân An đâu? Để ba lô đằng trước này.
chị nói chuyện với em nhá. Rồi. Về nhá. Vâng ạ. Bố, hôm nay ở lớp nhá. Thầy âm nhạc cho xem chuyện hài đó. Thế hả? Vâng ạ. Tối mê kể cho Quỳnh nghe với nhá. Quỳnh cười nào, Quỳnh cười nào. Clap your hands. Good job. Wave your hand and say goodbye. Stop. And stop. Can you help me to find where is the moon? No. The moon? Good job. Về nhá. Hoàn hồ hay quá. Clap your hands. Good job. Chị hát hay quá nhờ. Rồi, bây giờ đến lượt em xuống nhá. Em về với mẹ. Đóng cửa lại, à cất giày xong đóng cửa lại. Cất giày cho bố nè. Bây giờ sẽ làm gì nhỉ? Tân An đi học về sẽ làm gì nhỉ? Nói cho các bạn nghe nè. Rửa tay rửa mặt rồi làm gì nữa? Uống nước cam, tập thể dục. Rồi làm gì nữa? Rồi ăn cơm. Tập thể dục, ăn cơm, đó đúng rồi. Rồi làm gì nữa nhỉ? Rồi học bài. Học bài xong làm gì nữa nhỉ? Tiêu. À còn quên một cái. Đi tắm. Đi tắm đúng không? Thế còn Quỳnh thì sao? Quỳnh bây giờ sẽ làm gì nhỉ? Quỳnh bây giờ sẽ uống sữa này. Chơi một tí đi tắm này. Đi tắm xong ăn cháo rồi đi ngủ này. Đi ngủ sớm nhá. Đi ngủ sớm không nhỉ? Quỳnh còn đi ngủ sớm nhỉ? Thế Quỳnh bye bye tất cả các anh chị nè. Bye bye. Wave your hand and say goodbye. Wave your hand and say goodbye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Chị Tân An đâu rồi? Chị Tân An đâu rồi? Chị Tân An đây. Đi vào rửa mặt, rửa tay nhanh lên. Cho các bạn xem luôn. Đi học về là phải rửa mặt, rửa tay trước. Rửa tay bằng gì nhỉ? Bằng nước ạ. Nước gì nữa? Rửa tay bằng xà phòng chứ. Đúng rồi. Mình làm video hướng dẫn các bạn rửa tay xà phòng mà. Genko Vi đúng không? Hạ cái tay xuống, đè lung tung. Này, đây. Hôm nào về cũng phải rửa tay rửa mặt trước mới được chơi với em. Thôi, nhanh lên bà. Rồi, lau tay đi. Lau tay xong rửa mặt nhá. Đấy. Ăn ở sạch sẽ thì mới khỏe được. 1, 2, 3 Quỳnh có rửa mặt không? Chị lau cho em một tí nào. Nhẹ nhàng thôi. Rồi. Rồi, vào thay đồng phục trong tập thể dục thể thao nhá, trong đi tắm rồi ăn cơm, nghỉ ngơi nhá. Thế không chào tạm biệt các bạn à? Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhá. Vâng ạ. Các bạn hãy đăng ký kênh của Anna nhé. Hẹn gặp lại các bạn.